Để giải đáp thắc mắc của các thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, chúng tôi đã có buổi trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Văn Minh, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng. Vâng, cảm ơn thầy vì đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Câu hỏi đặt ra đầu tiên, thưa thầy, có phải các ngành cử nhân khoa học do trường Đại học Sư phạm đào tạo nhưng ra trường sẽ không được làm giáo viên có đúng không ạ? Vâng. Thực ra thì cái câu hỏi này nó vừa đúng nhưng mà cũng chưa đủ. Trường Đại học Sư phạm là một trong 7 trường Đại học Sư phạm trọng điểm của Việt Nam. Thì được Bộ Giáo dục Đào tạo giao cho cái nhiệm vụ là đào tạo giáo viên các cấp, từ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở và giáo viên trung học phổ thông. Ngoài ra thì trường Đại học Sư phạm còn được Bộ Giáo dục Đào tạo giao có nhiệm vụ đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ khoa học trong các lĩnh vực là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn. Như vậy là trường Đại học Sư phạm đã đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, có rất nhiều ngành cử nhân khoa học và cử nhân về sư phạm. Nhưng hiện nay thì trong Đại học Đà Nẵng có chủ trương là cái đào tạo cái ngành kép, chương trình kép. Chương trình kép ở đây là khi mà các em học ngành cử nhân, sau khi học xong học kỳ 1 của năm đầu tiên thì có, nếu mà không có bị xếp học học lực yếu thì có thể đăng ký học một cái chương trình thứ hai, chương trình về sư phạm, thì các em ra trường hoàn toàn có thể đi dạy, đáp ứng được yêu cầu mong muốn của mình. Vâng, cảm ơn câu trả lời của thầy ạ. Một câu hỏi thứ hai cũng được rất nhiều bạn đặt ra, đó là ngoài 4 khối thi ABCD truyền thống thì năm 2015 trường Đại học Sư phạm còn có các tổ hợp xét tuyển mới nào ạ? Vâng. Như vậy thì năm 2015 thì Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng có tuyển sinh có 4 cái tổ hợp tuyển sinh truyền thống mà xưa nay gọi là ABCD đấy. Thì trường Đại học Sư phạm còn có xét tuyển có hai cái tổ hợp, đó là tổ hợp về toán lý anh mà xưa gọi là A1 và cái toán hóa anh, đó là cái gọi là A2. Thì và bên cạnh đó thì có hai cái ngành năng khiếu, đó là cái sư phạm mầm non và cái sư phạm âm nhạc. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của thầy ạ. Một câu hỏi nữa cũng được rất nhiều bạn đặt ra, đó là với thí sinh thi khối B muốn đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Đại học Sư phạm thì có thể có những lựa chọn nào ạ? Vâng, đối với cái tổ hợp mà toán hóa sinh á, thì vào trường Đại học Sư phạm có 5 cái sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất á, đó là sư phạm sinh. Thứ hai á, là cái cử nhân quản lý tài nguyên môi trường. Thứ ba là công nghệ sinh học. Thứ tư á, là cử nhân về địa lý tự nhiên, mà trong đó là chuyên ngành địa lý tài nguyên môi trường. Và một cái ngành nữa đó là tâm lý học. Như vậy các em hoàn toàn có nhiều cái sự lựa chọn để các em có đến 5 sự lựa chọn. Một câu hỏi khác đó là có phải khoa địa lý trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng thì tuyển sinh cả 4 khối A, B, C và D không ạ? Đúng vậy, cái khoa địa lý hiện nay đang đào tạo hai cái ngành cử nhân. Một đó là cử nhân địa lý học. Thì cái ngành địa lý học này thì chuyên ngành là địa lý du lịch. Thì xét tuyển hai cái tổ hợp, đó là cái tổ hợp mà văn sử địa và tổ hợp thứ hai là toán văn và anh. Còn đối với ngành địa lý tự nhiên á, mà chuyên ngành địa lý tài nguyên môi trường á, thì xét tuyển hai cái tổ hợp, đó là toán lý hóa và toán hóa sinh. Như vậy là có 4 cái tổ hợp được xét tuyển. Một câu hỏi khác đó là do một bạn sinh viên đặt ra, thưa thầy, tại sao trước đây em thấy trường Đại học Sư phạm thông báo có hai ngành là hóa hữu cơ và hóa phân tích môi trường, nhưng hiện nay khi đăng ký chỉ thấy có một ngành hóa học ạ? Đúng vậy, tức là khoa hóa hiện nay ngoài cái đào tạo cái sư phạm hóa, khoa học môi trường thì khoa hóa còn đào tạo hai cái chuyên ngành, đó là hóa hữu cơ và hóa phân tích môi trường. Thì hai cái đây là hai chuyên ngành của thuộc cái ngành là ngành hóa học. Nhưng mà trong cái Bộ Giáo dục Đào tạo là quy định là quản lý cái ngành học. Cho nên các em đăng ký vào ngành hóa học, sau khi nhập học thì các em có thể đăng ký học chuyên ngành hóa hữu cơ hay hóa quản lý hóa phân tích môi trường. Xin cảm ơn câu trả lời của thầy. Một câu hỏi khác được đặt ra đó là, thưa thầy, được biết nhà trường năm 2015 có hai chương trình đào tạo tăng cường tiếng Anh. Cho em có thể hỏi rõ hơn về chương trình này. Nếu em đăng ký học chương trình tăng cường tiếng Anh thì có phải đăng ký học phí cao hơn không ạ?
Năm 2015 thì đáp để mà xây dựng cái chương trình đáp ứng được cái yêu cầu của đổi mới hội và hội nhập á, thì trường Đại học Sư phạm có xây dựng hai cái chương trình gọi tăng cường tiếng Anh đối với ngành là toán ứng dụng và ngành hóa hữu cơ. Thì hiện nay là chương trình đã xây dựng và rất là đã hoàn thành, và năm nay sẽ tuyển sinh đầu vào. Thì chúng ta biết là cái chương trình này á, là theo cái xu hướng là tăng cường tiếng Anh cho các em học để mà đáp ứng yêu cầu á. Nhưng mà các em khi vào học thì các em đều được sát hạch cái tiếng Anh và sau đó các em đăng ký học. Nhưng mà có 15 cái tín chỉ tăng cường về tiếng Anh, và ngoài ra thì các em không có phải nộp học phí thêm. Có nghĩa là học phí vẫn bình thường như các ngành khác. Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi cuối cùng đó là theo chủ trương đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông thì các em đăng ký vào học các ngành sư phạm có gặp nhiều khó khăn hơn không, và cơ hội việc làm thì như thế nào ạ? Đây là một câu hỏi rất lớn cho cái ngành giáo dục hiện nay. Thì như đã nói trên nhé, thì trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng là một trong 7 cái trường đại học sư phạm trọng điểm của Việt Nam, được cái Bộ Giáo dục đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên. Thì hiện nay á, thì năm 2015 thì trường Đại học Sư phạm đã thiết kế lại cái chương trình theo cái xu hướng đổi mới của chương trình sách giáo khoa phổ thông, và đến giờ phút này thì đã hoàn thành tất cả các cái kế hoạch để đào tạo. Thế thì khi các em đi vào mà học cái chương trình sư phạm năm 2015 á, thì các em sẽ có nhiều cái lợi thế hơn so với cái chương trình cũ. Vì đến năm 2018, sau 2018 thì các em ra trường thì sẽ đáp ứng ngay với cái chương trình đổi mới hơn so với các thầy cô được đào tạo trước đây. Và nếu như mà các em có cái niềm đam mê với ngành sư phạm và có quyết tâm thì đây là cơ hội rất tốt để các em hội nhập và cũng như phát triển trong giai đoạn mới. Vâng, xin chân thành cảm ơn thầy đã nhận lời tham gia chương trình, và mong rằng với những lời giải đáp rất cặn kẽ của thầy Võ Văn Minh thì các bạn thí sinh năm nay sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích cho chương trình tuyển sinh lần này ạ.